Rồi xong, nghỉ khỏe đi nha. Ly này xong rồi, rồi nghỉ đi, nghỉ đi, nghỉ đi. Không gì, có gì nghỉ, đang chưa vui mà. Vui cái gì mà vui, chơi từ nãy giờ là tôi không được uống luôn à, có một mình bà uống không á. Bà muốn uống không? Chứ gì nữa, nãy giờ bà có bao giờ bà phóng vô được Hồng Tâm không? Ok, cho tôi uống đi, tôi mắc uống rồi nè. Nếu mà bây giờ bà muốn uống thì tôi sẽ hoan hỷ đổi lực cho bà uống. Trời đất ơi, nó xỉn, nó hoan hỷ mình luôn à. Rồi rồi, bây giờ bà muốn đổi luận sao? Bây giờ đúng màu trắng là bà uống. Ủa tại sao? Tại bà vẫn không màu trắng nè. Ủa tôi cũng có màu đen bộ. Màu đen là của tôi, của con Mai này nè. Ê, cuộc đời của tôi đen như con trâu vực kia đó. Rồi rồi rồi, vậy còn màu đỏ là sao? Còn màu đỏ nè. Màu đỏ là bà, màu xanh của tôi. Nhớ nha, nhớ nha, nhớ. Ủa sao màu đỏ là tôi mà màu xanh là bà? Tại vì tôi xanh sao gầy mòn lắm. Ừ cái tướng vậy mà gầy. Rồi 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 rồi, phóng phóng đi, phóng đi. Không trời. Rồi cái này nè, chờ phóng lại, phóng lại. Tôi uống. Vô màu trắng à ha, màu trắng à, của tôi nha, của tôi nha. Màu trắng ha, màu đen mà. Điên à. Chỗ con nhỏ này mù màu luôn á trời. Tôi uống. Thôi, nghỉ đi. Uống xong đi nó nghỉ nha, nghỉ nha. Nghỉ đi mà, quá bây giờ tôi hỏi bà nè. Tại sao bà đang nông nổi này? Cuối cùng là có chuyện gì mà bữa nay bà uống mà be bét như vậy? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Con nhỏ này sao nó lầy dữ vậy trời? Một khi mà nó đã có thói chăng qua rồi là bà không bao giờ thay đổi được tính hết nó đâu. Trời ơi, rồi rồi, ừ. Ai, ai? Nó giàu quá mà. Mà nó là ai? Nó quen con nào mà không được đúng không? Biết rồi nhưng mà ai? Cái mua nó hàng vậy nè. Tôi chỉ là một trong những món đồ chơi của nó thôi mình ơi. Mà cuối cùng là đang nói tới ai? Rồi bắt đầu nó dơ rồi, bắt đầu dơ rồi đó. Ông bà ngày xưa có con. Trời vô ông bà luôn rồi. Cô bồ bạn là đồ khốn nạn. Ờ đúng nghe. Mà cô bạn bồ là con cá rồ. Ê con này ông bà không có nói nha. Con cá rồ thì không ăn cơm. Cá rồ thôi, 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 ngưng là được rồi. Ngưng đi nha. Rồi thôi nghỉ đi, nghỉ đi, nghỉ đi. Không nha, không muốn nữa, được cái ly đi, được cái ly đi. Nghỉ, 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 nghỉ. Ngày 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 không uống nữa, không uống nữa. Thôi dẹp 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 dẹp. Uống ê. Trời. Quỳnh ơi, mở cửa cho anh. Cứu anh với, anh đang ở ngoài nè. À. À. Ê tự nhiên mắc quá rồi. Mắc ngang luôn á. Thế nãy giờ có uống ly nào đâu mà mắc tiểu. Cái dòng mà kiểu uống nhiều á là không có mắc. Mà cái dòng mà không được uống là bị mắc. Thiệt, cho tôi đi toilet cái đi. Chứ mà nó xà ra đi mất vui nha. Vậy nha. Thì đi lẹ vậy. Ờ tôi đi cái nha. Ui chà mắc quá trời. Tại sao mắc tiểu mà không vô đây mà đi ra đây? Rồi vô văn quá. Cô gây vô Mai. Trời ơi, em buông ra đi. Không, anh không có buông nữa. Em không, em xỉn lắm rồi, em biết không? Buông ra đâu, buông cắn. Không anh coi. Không, không, không được cắn. Không. Trời ơi, đừng nói cái gì vậy. Sao không có sao anh vậy?
Em xỉn lắm rồi, em làm cái gì vậy Mai? Có sao không? Đây, Mai! Mai! Trả cho anh. Bây giờ có chuyện gì nè, em nói cho anh nghe coi. Hả? Bây giờ anh cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Biết! Trời, muốn anh biết thì em cũng phải cho anh biết lý do tại sao anh biết chứ. Trời ơi là trời! Bây giờ anh có hai sự lựa chọn nha. Một là tôi ở đây anh biết, còn không là tôi sẽ biết gọi cuộc đời này, còn anh thì đứng chừng giờ ở đây. Không, anh không có đi đâu hết á, anh phải ở đây mới được. À, anh chỉ mày bình tĩnh. Tôi biến mất dần rồi, biết rồi, được rồi, mày thôi. Trời ơi, nó nặng quá. Anh chỉ nó nghe nè. Bây giờ á, trước mắt anh đi về đi. Cái chuyện này là có gì ngày mai giải quyết. Bây giờ Mai nó xỉn lắm rồi. Nó không á, nó mạnh, nó nói là nó biến thiệt đó. Trời ơi, Mai ơi là Mai. Rồi giờ sao? Vậy tôi giống như là cho hai người lợi dụng vậy đúng không? Rồi bây giờ có giận cái chuyện gì cũng không nói, cứ vậy hoài à, sao được? Giờ tôi không muốn nói gì đâu, mà đừng hỏi tôi nữa. Bởi tôi nói thiệt á, tôi không hiểu nổi bà luôn á. Có cái chuyện gì thì ít nhất các bà cũng phải nói để tôi biết. Thà tôi nói thiệt nha, bà cứ sang sản bà chửi lộn với tôi đi. Đó, 4 ngày nay rồi hỏi cái gì cũng không nói, hỏi tới thì bà khóc. Tôi nói thiệt tôi lo cho bà quá à. Mà cũng đúng thiệt, không muốn làm gì hết, buông hết đúng không? Hàng chi sáng nay mới hủy hợp đồng với bên tòa nhà City House đúng không? Không làm nữa đúng không? Nói gì vậy? Tôi còn đang đợi bên bệnh ký xong mà trả hợp đồng về mà. Tôi nín, khóc hoài. Đợi cái gì? Bên nó mới vừa nói với tôi sáng nay bà gửi mail nè, nói là hủy hợp đồng không có làm, tại vì bên mình không có đủ nhân lực. Bởi tôi nói thiệt á, yêu vô cố vô rồi hả, hai cái gom chung một, cái nào công việc việc hả, cái nào việc tình cảm chứ. Nói gì nữa vậy? Bà không biết sáng giờ tôi nằm cũng một chỗ mà. Thì bà không gửi mail hả? Không. Nếu như bà không làm chuyện đó thì ai làm? Không lẽ? Cho anh chỉ tới á. Quỳnh. Cái gì? Ổng thiệt nói tôi không có ở đây nha. Không có cái gì. Hai người phải cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đây nè. Quỳnh. Mai, em có cái gì em nói cho anh biết đi chứ. Thật sự anh không hiểu gì luôn á. Tự nhiên bữa đi công tác về, đùng cái em quýnh anh, em trả nhẫn, rồi em bỏ đi liên tục mấy ngày nay luôn à. Ủa, nói vậy là anh cũng không biết chuyện gì luôn hả? Sao biết được gì đâu. Ủa gì kỳ vậy? Anh bây giờ ông 4 ngày nay bả như vậy rồi. Rồi em tưởng là kiểu anh qua đây là em sẽ biết là hai người có chuyện gì, cuối cùng bây giờ anh không biết luôn. Thôi rồi, bây giờ anh chỉ bình tĩnh đi. Tại vì em biết tính Mai á, từ đó tới giờ á, chuyện gì mà Mai cũng sẽ rõ ràng. Phải có cái chuyện gì đó thì Mai nó mới như vậy. Trời. Cho nên bây giờ anh ráng anh nhớ lại giùm em đi, chứ em hỏi là nó không có trả lời. Anh có làm cái chuyện gì mà kinh thiên động địa khiến cho nó giận tới như vậy không? Không. Anh thề luôn á. Anh hứa với lòng luôn là anh không có làm một cái gì mà có lỗi với Mai hết á. Anh không có lỗi, hôm qua giờ hả, nó uống quá trời uống luôn á. Nhậu nữa hả? Chứ gì nữa.
Em nghĩ là anh phải có lỗi với nó lắm nó mới vậy đó. Nó khóc nữa thấy không? Alo, con nghe nè mẹ. Dạ, con đang ở đây với Mai nè. Hả? Thiệt vậy luôn hả mẹ? Gì vậy anh Chí? Dạ dạ, rồi. Dạ, dạ con biết rồi. Để con giải quyết cho. Dạ. Trời ơi! Sao khờ vậy Mai? Chuyện gì em không tin nữa hả? Mai, bây giờ nè, cái chuyện này á, phải giải quyết cho ra lẽ mới được. Để im về là không được đâu. Ủa vậy cuối cùng là chuyện gì? Dạ, công ty Ocean Quốc Dân xin nghe. Lịch hôm nay hả chị? Hôm nay bên em full time rồi chị ạ. Dạ, hẹn chị dịp khác nha. Cảm ơn chị. Hôm nay chú ngân hàng công ty định ghé vô ngồi ngồi hôm trưa. Mai đâu rồi con? Con là nhân viên trực ở đây hả? Mai là cấp dưới của con. Nếu mà chú muốn mời Mai đi ăn á thì phiền chú dịp khác nha. Con nói chuyện với đàng hoàng nha. Chú đáng tuổi ba của con đó. Nãy giờ con có nói gì không đàng hoàng không chú? À anh Trí. Anh về rồi hả? Nè, cảm ơn anh đã cứu em một bàn thua trông thấy hôm bữa nha. Người thua là anh nè, chứ sao lại em được. Bà làm gì vậy? Tiếp khách. Tiếp khách hay là đuổi khách? Dạ, con cảm ơn chú đã giúp con thử lòng cô bạn thân này. Con gọi chú. Chào con. Dạ. Cảm ơn chú. Yến, anh không tin là em có thể suy nghĩ và làm được những cái hành động đó luôn á. Trước khi anh đi công tác, em gọi điện thoại em nói với anh sao? Anh ơi, Mai đang cần đồ, em qua nhà anh em lấy đồ giùm Mai gấp nha. Anh tin em, anh giao chìa khóa cho em. Vô trong đó em làm cái gì hả? Em bày đủ thứ chuyện ra để anh với Mai hiểu lầm. Có phải bà không Yến? Lúc trước bà là người như thế nào? Tại sao bây giờ bà thay đổi trở thành một con người như vậy? Bà làm gì mục đích gì hả? Thôi mệt quá, bớt dạy đời đi. Nè, tôi nói thẳng, tới đâu thì tới, tôi có tình cảm với anh Trí. Cái gì? Còn chuyện giữa Trí và Mai như thế nào tôi không quan tâm. Ê, bà tỉnh lại đi. Tôi nhắc lại một lần cho bà nhớ, anh Trí là người yêu của Mai và Mai là bạn thân của bà. Thì sao? Tôi có quyền mưu cầu hạnh phúc, ai làm gì được tôi? Bà, tôi cho bà cơ hội cuối cùng để suy nghĩ lại những gì bà đã làm với tôi và với công ty Ocean Quốc Dân. Đây cũng là lần cuối cùng tôi có thể bình tĩnh nói chuyện với bà đấy. Bà nương tay làm gì với loại người như vậy á? Tôi nghĩ không có cần bạn đâu. Liên quan gì tới bà xí vô? Nhưng mà có liên quan tới anh. Em đã dùng hình ảnh của anh, em ghép vô một chàng trai đang ôm ấp em, rồi em đem tấm hình đó đó đưa cho Mai coi, bêu ríu anh. Làm vậy để được cái gì hả? Nè, anh đã có đủ bằng chứng để mà kiện em ra tòa về tội vu khống anh nha. Không chấp nhận được thì thôi. Trơ trẽn. Thấy chưa? Thấy bà chưa? Còn Mai, có chuyện gì á, em cũng phải nói cho anh biết. Em đừng có hành động, đừng có im lặng như những ngày qua. Em biết á, là em làm như vậy anh khó chịu, anh khổ tâm cỡ nào không? Anh đã từng nói với em rồi, anh sẽ thay đổi và làm tất cả vì em. Nhưng mà sau tất cả, em đâu có tin anh đâu đúng không? Em nghĩ đi, nếu tình cảnh như thế này nè tiếp tục lâu dài thì mình có hạnh phúc không em? Anh Trí, em xin lỗi anh mà. Sau tất cả, đây là một cái kết thúc có hậu nè, một happy ending. Trời ơi, anh Trí ơi, anh có biết con Mai đó đã từng ví von anh là đến một con đi. Cá ăn gì tôi cũng đến đi. Em xin lỗi anh mà.